Ê tụi mày, biết chuyện gì chưa? Tao nghe nói ngày 29 tháng 7 này Liên Quân tặng quà đấy. Hả? Quà gì? iPhone X. Xe thắt nữa. Tao thấy hình như là còn tặng tai nghe beat và loa JBL nữa đó. Còn có tài khoản full tướng, full ngọc, tặng tướng và trang phục miễn phí toàn server. Mà còn nghe bảo á, là chơi không sợ tụt hàng vì nó đã có sao hổ mận ấy. Anh em ạ, tôi phải thông báo một tin buồn đây. Sự kiện Liên Quân 29 tháng 7 này tôi bị cấm túc. Rất là muốn tham gia với anh em nhưng mà bố mẹ tôi không cho. Thôi, chào anh em, tôi về đây. Một cái sự kiện lớn như vậy mà bà má nó là bắt nó nha. Anh em tụi mình, bạn bè với nó, không lẽ bỏ nó được sao? Action! Tụi bay biết đây là cái gì không? Tao không biết. Tao cũng không biết. Đây là cái bộ đàm mini để giúp cho chúng mình có thể liên lạc được với nhau. Việc của mày á là bây giờ kiếm số điện thoại của mẹ Asuka đi. À ra rồi nè. Nhưng mà số điện thoại là thiếu 3 số mày. Đơn giản. Thi. Để em. Đại nhỉ. 2 9 7. Mày tin tao chưa? Em sống nhờ may mắn mà anh. Chúng ta chỉ có 1 tiếng để thi hành nhiệm vụ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chia thành 3 đội. Tao với Ngọc ở tổng hành dinh. Đội thứ 2 Mobile. Đội thứ 3 Thi tù thời điện, tức Linh Ngọc Đàm. Alo. Dạ, em chào anh chị ạ. Em tìm Liên Quân ạ. Vậy hả? Vâng. Ngày 29 tháng 7 này thì bên em có một sự kiện rất là đặc biệt và vô cùng lớn ạ. Giá trị quà cực kỳ khủng luôn ạ. Nghe cũng có vẻ hấp dẫn nhỉ. Vậy để em gặp anh chị rồi có thể tư vấn thêm cho anh chị cách tham gia sự kiện 29 tháng 7 được không ạ? Nếu mà tiện thì chúng ta gặp nhau. Vậy để em đi luôn nha anh chị. Dạ, cảm ơn anh chị ạ. Vâng ạ, vâng. Khi Bill dụ được bố mẹ ra ngoài thành công, bánh bèo Linh Ngọc Đàm sẽ sử dụng bánh bao của mình để dụ vài tên cảnh vệ đi ra ngoài. Hello. Is it me you're looking for? Hello. Ngày 29 tháng 7 tới, bên còn có một sự kiện cực kỳ hoành tráng và đặc biệt. Quà là phải nói cực khủng luôn. Chơi một tí, trúng tỷ quà. Ví dụ như là xe SH, rồi cả iPhone X. Quà là tuyệt vời, phải không cô chú? Ngoài xe SH và iPhone X ra, còn cái gì nữa không cậu? Tôi đau đầu quá, tôi không có nhớ cái gì hết á. Cậu có nhớ là cái chìa khóa phòng của con bé nhà tôi á, tôi để ở đâu không? Bà nghỉ ngơi đi ạ. Phòng tiểu thư đã được khóa bằng một cái iPad, đã đặt mật khẩu rồi. Nhưng mà cậu có nhớ là cái mật khẩu đó là gì không? Dạ, chuyện này thì tụi con không biết đâu ạ. Phòng của Xuka có khóa bằng mật mã nha. Không tin cực kỳ đắt giá. Đội giải cứu tiến lên. Biểu Biêu tiếp tục giữ chân ba mẹ của Xuka đi nha. Biết rồi, biết rồi. Cậu biết cái gì chứ? À, biết ngay là cô chú sẽ hỏi như vậy mà. Là ngoài những món quà ra là có tai nghe beat, loa JBL này, quá là ngon luôn. Đặc biệt hơn nữa, đấy là cơ hội nhận được tài khoản Phun Tướng, Phun Ngọc cực kỳ quý hiếm. Phun Tướng và Ngọc luôn á? Dạ, bây giờ thì cô chú đã muốn tham gia ngay chưa? Tâm đã có tù thợ điện rồi đây. Cầm đây. Cái gì á? Mẹ ấn thử lên đi. Đi tiếp nào. Ê, bây giờ ấy, nhà Xuka nó to quá. Mày nằm trên, mày lầu trên, tao lầu dưới, chia ra mà tìm. Hợp lý. Nói bé thôi. Ok. Wow, 29/7. Trời một tí, qua tới một tí. iPhone X. Rất hẹn nữa rồi. Đây rồi. Điều đạc tắt đèn pin đi. Sao? Mày cầm luôn đi này. Cái này nó có tận 3 mật khẩu lận. Khoảnh khắc quyết định là ở đây nè. Cửa ải cuối cùng đây rồi. Ngày 29 tháng 7 sắp tới rồi. Cô chú thấy quà khủng như thế, nhiều cơ hội trúng như thế, chơi một tí mà nhận cả tỷ quà, có dễ chơi không ạ? Đã có dụng cụ phá khóa đa năng do tù thực hiện vừa sáng chế. Một giây là xong. Cắt đi. Cắt đi thôi chứ chờ đợi gì nữa. Cắt cái gì cơ? Không có gì ạ. Cô chú đã sẵn sàng tham gia chưa? Ngày 29 tháng 7 chơi một tí. Cố lên, sắp được rồi. Nhắc lên, nhắc lên. Còn một cái nữa, cố lên. Chúng ta không làm được. Cái này ta chưa hoàn thiện, chỉ dùng được 2 lần thôi. Tao này. Thôi mày xe đây, để tao. Tao tin mày. May mắn là nghề của tao. Cố lên nào. Cố lên. Ngày 29 tháng 7 Ngày 29 tháng 7 chơi một tí. Chị đây không ngại phá khóa, chỉ cần cho chị lý do thôi. Ngày 29 tháng 7 đã chơi thì chơi cho tới. Tới 1 tỷ cho máu. Ngày 29 tháng 7 chơi 1 tí, nhận quà 1 tỷ. Ngày 29 tháng 7 chơi 1 tí, nhận quà tới 1 tỷ. Mở đâu ở đây. Cái gì chứ? Yes. Thôi bây giờ chốt lại là chúng tôi sẽ tham gia sự kiện liên quân lần này. Thôi bây giờ chào cậu, chúng tôi có công việc gấp phải đi ngay ạ. Dạ vâng ạ, chào cô chú ạ. Anh bảo vệ, anh làm gì ở đây? Anh là... Mọi người đừng lo, đây là người của phe mình. Nếu mà không có anh ấy, chúng ta không thể giành chiến thắng trong chiến dịch vừa rồi đâu. Anh sẽ cải trang thành bảo vệ nhà đó và sẽ là người giúp đỡ chúng tôi. Mục tiêu đã di chuyển, hành động thôi. Cậu ơi, ra cửa trước canh tôi. Hai cậu ơi, ra cửa sau gác tôi cái. Nhà để tôi lo. Chia cắt bảo vệ thành công nhá. Hóa ra thế, cảm ơn anh. Anh em ạ, chiến dịch đã thành công tốt đẹp rồi. Xoay anh em ơi! Chưa tính! Quá tải bóng sĩ! Ê! Còn tôi nữa! Cô. Đánh đi, đánh nè, đang đánh nè. Một tí quả sắp tới tay tụi mình rồi đó. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.